Hello, xin chào 500 anh em. Hôm nay mình hướng dẫn 500 anh em khi đăng ký nhận 0,5 USD. Anh em đăng ký vào JPEA hoặc Buffett Money mới được anh em. Đầu tiên thì mình sẽ thoát ra. Rồi mình lấy cái địa chỉ PE của mình đi. Anh em nhớ like và subscribe ủng hộ kênh mình rất quá là buồn anh em ơi. Kênh ngày tụt súp. Rồi anh em copy cái địa chỉ IP của mình anh em. Rồi anh vào trang web này đi. Anh em bắt địa chỉ này vô. Làm YouTube mình không mình kiếm tiền mấy web được mà sao mình tay mình đam mê YouTube thôi nghe anh em. Mình bấm gỡ. Một lượt đăng ký của anh em mình rất là mừng. Mình góp tiền chia về biết nhiêu tiền đó mà mình không mừng. Anh em đăng ký là mừng lắm. Rồi anh em sau khi mình đăng ký tốc độ nó đào lên anh em rất là nhanh luôn anh em, con này đầu tư mà mình không có đầu tư anh em, mình khuyên anh em chơi free đi, khi nó tặng cho mình 0,5 USD là tự động nó đào lên anh em. Rồi khi nào rút tiền kìa, tiền gỡ là anh em nạp vô nè, anh em nào muốn gỡ thì gỡ vô nghe, còn mình rút tiền nè. Sau khi đổ minh rút anh em rút, mình coi minh rút nó bao nhiêu nha anh em. Còn cái phần lịch sử đi nè, bạn đã không hành động, mình chưa rút lần nào chứ qua đâu rút tiền, minh rút của nó là anh em. Không 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 một à, tối thiểu để rút nè, 2 4 5 số 0 2 4 rút thử, nó chưa cho rút anh em ơi. Khi nào mà mình đào đủ nó có cái mục chỗ này nè anh em, mục rút tiền là anh em rút tiền là tự động nó về ví của mình nha anh em, ví USD của mình á. Anh em nào mà không biết đăng ký ví PE thì cứ để lại một comment dưới đi, mình sẽ hướng dẫn anh em đăng ký ví, tạo một cái ví PE trong vòng 3 phút 2 phút, nó rất là dễ hơn cái ví Buffett Money, mất mua mất cây xe tùm lum, gỡ ảnh mua hàng đồ tùm lum. Anh em khi đăng ký thì nó tặng cho mình 0,5 USD là để cho mình đào nha anh em. Và đây mình hướng dẫn anh em muốn lấy link chia sẻ anh em. Rồi anh em muốn việc chia sẻ thì anh em bấm vào ba cái bạch dưới nè, của anh em thì bên trên mình cài bên dưới, anh em bấm nút chia sẻ nè. Rồi anh em bấm sao chép vào khoan nhớ tạm nghe anh em, rồi anh em đi chia sẻ cho bạn bè cái ID của mình. Con này hack chat gì cũng không có được hết chứ. Hôm trước mình có hứa với các bạn là chết cái con 003 đâu vậy đó. Mình tạm biệt tất cả anh em ha. Anh em nhớ đăng ký và ủng hộ mình anh em. Mình đã rất mừng. Mình góp tiền quét về cái đống luôn mà mình không mừng. Anh em đăng ký mình là mình mừng lắm. Thiệt chứ.